Và hôm nay là em sẽ giúp cho anh chị cái cách mà anh chị xóa gác TikTok. Khi anh chị xóa gác TikTok thì nó sẽ có một cái lợi, đó chính là nó sẽ giải phóng cái bộ nhớ của anh chị, tăng thêm cái dung lượng bộ nhớ điện thoại, giúp cho các khán giả cũng giống như là giúp cho các khách hàng trống thêm cái bộ nhớ để lưu được video, tài liệu, hình ảnh vân vân được nhiều hơn. Có nhiều người thì khi bộ nhớ đầy người ta không biết làm sao hết, khi mang tới em thì em mở cái TikTok ra có khi nó chiếm tới 5-7GB luôn, trong khi cái máy thì nó chỉ có 32GB thôi và nó chứa rất là nhiều thứ ở bên trong. Nên anh chị lưu ý, anh chị muốn xóa gác TikTok á, thì anh chị mở cái TikTok lên, sau đó mình bấm vào cái mục hồ sơ ở dưới cùng bên góc phải. Tiếp theo mình chọn vào ba gạch ở đây trên cùng bên góc phải có ba gạch ngang, mình chọn vào ba gạch ngang. Lúc này dưới cùng nó sẽ có xuất hiện cái dòng là cài đặt và quyền riêng tư, mình chọn vào đây, mình kéo lên, mình chọn vào cái chỗ là xóa bộ nhớ điện. Ở đây nó sẽ có một cái mục là xóa bộ nhớ điện ở đây, anh chị thấy nè. Đây em zoom lên cho anh chị xem. Đối với những cô bác lớn tuổi thì em phải zoom như thế này, em chỉ cho dễ. Và mình chọn vào cái mục là xóa bộ nhớ điện. Nhiều người hỏi là xóa như thế này có mất dữ liệu của TikTok hay không? Thì em xin trả lời là không. Xóa bộ nhớ điện là xóa những cái file, những cái bộ nhớ sinh ra trong quá trình sử dụng TikTok, và nó gần như không đụng chạm gì tới dữ liệu cá nhân, nhưng nó giải phóng đáng kể cái bộ nhớ của mình. Sau khi mình xóa xong thì mình trở về mình sử dụng bình thường, rất là đơn giản, không có gì phải lo lắng. Và video này chỉ đơn giản có vậy thôi. Nếu như anh chị nào, khán giả nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các khán giả trong video tiếp theo.